Một chiến dịch nhằm ngăn ngừa trẻ dưới 18 tuổi tiếp cận và sử dụng đồ uống có cồn vừa được Diễn đàn Uống Có Trách Nhiệm Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động. Thông điệp của chiến dịch là không bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn. Thời gian đầu, chiến dịch sẽ thực hiện thí điểm tại 100 cửa hàng kinh doanh rượu bia trên địa bàn Hà Nội. Sau đó vào đầu năm sau sẽ mở rộng phạm vi khoảng 300 cửa hàng. Theo kết quả nghiên cứu trong bản báo cáo toàn cầu về đồ uống có cồn và sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO 2014, tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia chiếm 36,9%. Đáng báo động là 20,8% trẻ vị thành niên nam được khảo sát thừa nhận đi xe sau khi uống rượu bia. Cũng theo kết quả khảo sát của WHO, tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi trong số nạn nhân tai nạn giao thông có cồn trong máu chiếm khoảng 15%.